Em ác thiệt luôn á chị. Thiệt, nhìn em như cái ly kem dâu vậy á. Người ta muốn ăn mà em cho người ta ăn kiểu sao được. Mà tâm địa giống. Rồi ổng sẽ tìm cách ổng nói chuyện với mẹ để mượn cho em đỡ 200-300 đem trả nợ. Em nói trời, anh nghĩ sao anh nghĩ sao anh hỏi mẹ. Rồi mẹ đánh giá em, nghĩ em chắc là lợi dụng này nọ nữa. Em không cho chị. Là em thương anh Hùng là vì như vậy. Từ khi em lấy anh Hùng là em phức lên luôn tới giờ. Hay là mẹ không thích một cái chuyện gì em nói thiệt với anh một vấn đề đó. Nó có thể em nói từ hôm nay đến tháng sau vẫn nói. Mà nói hoài luôn nha. Dạ. Và bây giờ để mở đầu cho chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thường xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay và thật nô nức để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Thôi bây giờ chào Khánh Chi. Chào quý vị. Nhìn bên này. Khánh Chi đây nè. Anh này là Phi Hùng. Đó, anh đừng nói anh thích chồng em. Nói nghe này Chi, anh Bin á thì không biết là sao nhưng mà yêu màu hồng và mê màu tím. Hiểu nói chị. Thì đó giới tính thứ ba. Hiểu rồi. Song tính tàn ác ghê lắm. Hai đứa con rồi. Sáu đứa con. Giới tính thứ ba vẫn là giới tính thứ ba. Cái vấn đề của con cái đây nó không có phải không có chứng minh được là mình giới tính như thế nào. Vậy hả? Em thấy anh khen em mà tự nhiên anh nhìn chồng em một cách say đắm. Chính xác. Là khi người ta hay giả bộ cũng thích em giả bộ. Hiểu không? Trời đất ơi, tôi quán tính là tại vì đẹp quá cho nên là tôi lỡ tôi nhìn thôi mà. Đúng không? Nói nhìn bên đây. Thôi bây giờ không nhìn nữa, nhìn đây luôn nè. Xin chào hai vợ chồng. Còn bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Trần Phi Hùng, hôm nay em 31 tuổi và công việc hiện tại là manager cho bà xã em. Và hiện tại hai vợ chồng em đang sống ở Sài Gòn. Mời công chúa. Em là Khánh Chi, năm nay em 24 tuổi, ngược lại. 24 tuổi ngược lại mọi người. Đúng ơi, mọi người ơi. Công việc Khánh Chi là ca sĩ. Ca sĩ, rồi ngoài công việc ca sĩ còn làm thêm gì? Làm vợ anh Hùng. Quốc Thượng rất là muốn biết cái đó, lần cái lần đầu tiên của Khánh Chi với ông xã là lần đâu? Đầu tiên của em ở trên Đà Lạt. Là sao? Lần đầu tiên gặp nhau trên Đà Lạt. Cái lần đầu mà trên Đà Lạt là lần đầu cái gì? Trời, em nghĩ là em tưởng anh hỏi cái vụ kia kìa. Là cái... em ơi, tại sao em nghĩ anh trần tục như vậy? Tại sao? Màu đầu câu chuyện mà em lại hỏi, em tưởng tượng là anh hỏi em cái câu đó. Anh ơi, em xem rất nhiều số, em thấy anh cặp nào anh cũng hỏi về vấn đề đó. Em tưởng là anh hỏi vấn đề đó tại vì em thấy anh rất thích về vấn đề đó nên em mới trả lời vấn đề đó. Đó là cái anh Bin là không có thích mà là thèm khát. Anh bị thiếu thốn nè, với lại anh nói chuyện không có rõ ràng. Đúng không? Đúng rồi. Chứ ta hỏi là lần đầu tiên là các bạn gặp nhau ở đâu? Không có chữ gặp nhau nha. Có không? Hồi nãy không gặp có nhau. Chữ không gặp hề. Nhau không hề có chữ gặp nhau luôn. Vậy lỡ rồi nói luôn đi em. Đà Lạt đồi núi chớp chuông, Đà Lạt trời mới trong xanh. Cái này chắc để em kể đi. Lãng mạn lắm đúng không? Chức quốc à? Lúc đó là quen nhau khoảng 2 tháng. Gần 3 tháng. Thì bữa đó bà xã em có cái MV quay ở Đà Lạt. Đó, tức là... Nói chung ra để em kể. Hai đứa quen nhau. Quen nhau ở Sài Gòn. Nhưng sao Phi Hùng nãy chồng em nói gì nhưng mà chức quốc à? Hẹn lên trên đó rồi. Thì bản thân em mình cứ nghĩ là đinh đinh à. Chắc lên trên đó là mình sẽ được... Nhưng mà cuối cùng lên trên đó cũng lại hẹn là... Đâu có hẹn đâu anh, hẹn bữa sau thôi chứ đâu có hẹn đâu. Thì em cứ hẹn là cứ bữa sau mà chính tức là gần một tuần trời cứ nhưng mà... hẹn. Em hẹn anh cuối tuần đó hả? Chị hẹn hò đó chị, tại vì là sáng sớm 6 giờ phải dậy mánh ấp quay tới khuya luôn. Em hỏi chị sức khỏe đâu mà mần suy nghĩ tới chuyện tới cái ngày cuối cùng mới không hẹn nữa. Bà xã em tức là hẹn ngay từ đầu đến bây giờ, đến thời điểm hiện tại bây giờ là cái chuyện đó cũng hẹn. Cái chuyện đó cũng hẹn luôn. Hẹn luôn. Công việc Khánh Chi bây giờ làm shop thời trang, sáng là ngủ dậy live stream mấy tiếng đồng hồ, nghỉ ngơi, xong rồi có bữa tối nào mà không đi hát hay không đi quay thì tối phải live thêm buổi nữa, 3 tiếng, hai buổi là 6 tiếng. Trời ơi. Live xong rồi buông ra là mệt rồi mà thay 7-80 cái đầm. Hỏi còn sức đau nữa mà tôi suy nghĩ chuyện khác. Cho nên hẹn luôn. Em phải hẹn thôi, em phải đành lỗi hẹn chiều nay. Thực này là sự thật là có khi cả tuần em còn không được nữa chứ đừng nói là một lần. Có ghi sổ nợ không? Bây giờ sổ nợ bây giờ nó chồng chất luôn á chị. Nếu mà tính ra mà trả nợ cho em thì chắc là phải trả trong mấy tháng, mà ngày nào cũng làm thì mấy tháng mới hết được.
Em ác thiệt luôn á chị. Thiệt, nhìn em như cái ly kem dâu vậy á. Người ta muốn ăn mà em cho người ta ăn kiểu sao được. Mà tâm địa giống như ly chè đậu đen. Mới đầu thì sao cũng được, nhưng mà khi mà đã sống vợ chồng với nhau một năm mấy rồi thì cái vấn đề đó nó hạn chế lại, nó sẽ tốt hơn. Chứ thường xuyên quá nó bị chán nhanh. Cho nên hẹn hoài đúng em không? Em phải hẹn thôi. Rồi bây giờ quay trở lại lần đầu tiên, coi như là Phi Hùng gặp Khánh Chi đã ở đâu? Hôm đó là bé mà lái xe hơi cho Khánh Chi á, là đi nhậu. Bé đó là vừa lái xe hơi và vừa chỉnh nhạc cho Khánh Chi đi hát luôn. Mới nhắn cho Khánh Chi một tin là chị nhờ ai chở chị rồi chỉnh nhạc giùm cho chị luôn nha. Thì mình suy nghĩ không biết mình nhờ ai, thì mới nhắn cho một đứa em. Thì bé nó mới nói là em có ông anh ở dưới Vũng Tàu rất là thân, mà em hẹn ảnh là hôm nay ảnh lên chơi với em. Bây giờ nếu mà em chỉnh nhạc cho chị cho em dẫn ảnh theo nha. Cái lúc đó thì Khánh Chi thực sự là đang sống cô đơn, mới chia tay người yêu trước là được một năm mấy. Qua đó thì thấy hai người đi ra, thấy cái to cao, thấy cái mặt cũng sáng sủa. Nói chung ra là mình thấy anh này nhìn mình hoài. Nhìn từ đầu tiên đã nhìn rồi. Cái ra hát xong cái em nói thôi gì đi ăn đi rồi về. Ba người đi ra ngoài Bùi Viện uống hết chai, xong uống thêm chai nữa, xong uống thêm chai nữa, uống xong xong hết thì mới đưa về. Đưa về thì lúc đó rồi là bắt đầu mới cho xương thở nhau. Là từ hôm đó biết nhau, thường đó bắt đầu về là hai đứa nhắn tin sáng đêm. Bạn này đầu tiên mà gặp Chi một cái là cái cảm xúc em sao? Kiểu như là người ta gọi là tiếng sét ái tình á. Tức là em bị sét luôn. Thích liền luôn. Mà thực ra là bản thân em á không uống được bia. Bia rượu là em không uống được, mà hôm đó em uống rất là nhiều luôn. Em bị tiếng sét ái tình á. Dạ. Là do đâu? Cái body đẹp quá, bữa đó mặc đồ đi hát rất là sexy. Em cũng có tà ý từ ngày lúc đầu luôn, dễ sợ thiệt chứ. Có ý thôi chị, em có tà đâu. Đó, chị sẽ chị rất khoái cái miệng của Chi nha. Chi nói cái miệng có duyên lắm. Chung chiếm mà chị. Dễ thương lắm. Nhưng mà nói chuyện á, anh có cảm giác như em hay bị lớn tiếng đó chị. Em nói to lắm. Em với mẹ em nhà nói chuyện rất là to. Vậy hả? Người ngoài tôi đi ngang tôi tưởng là rây lộn, nhưng mà thật sự không có rây lộn. Trước Chi là em đã có bồ chưa? Dạ, có yêu ai chưa? Trước đó thì có. Thì nói chung là cái thời gian mình đi học, mình đi làm và phía ngoài thì tất nhiên là mình phải có là có người yêu rồi. Dạ. Nhưng mà khi em gặp Chi rồi thì em thấy là Chi có khác biệt với tất cả những người yêu của em không? Chính xác. Em thấy là gần như là khác hoàn toàn. Em thích vợ em là thẳng tính, không có lòng vòng bất cứ một cái chuyện gì á, giải quyết xong là thôi. Cái thứ hai nữa là dễ thương, đẹp. Đẹp. Biết quan tâm và yêu thương gia đình em. Lần đầu tiên mà vợ em về thăm ba mẹ ruột của em á, thấy ba má làm thì cũng sánh tay sánh chân, mặc dù là ca sĩ nhưng mà vẫn sánh tay áo nhờ vô làm. Ba mẹ cũng không cho nhưng mà vẫn làm. Ngay từ cái lần đó thì em xác định là đây sẽ là cái người vợ tương lai của em. Là trước đó là Chi có chia sẻ là Chi đang rất là buồn, rất là cô đơn. Trước đó em chia tay mà mời với là người yêu em đằng năm mấy hai năm. Và cái ngoài cái việc là em chia tay với người yêu thì em còn gặp phải một cái vấn đề gì không để khiến cho em trong cái tâm trạng là buồn phiền như vậy? Sau khi live show, nếu em được chọn lựa của em, khi bắt đầu em làm gái về 2 năm sau em tổ chức live show đó, thì em mới bị thất bại cái live show đó, em lỗ gần 2 tỷ. Sau khi thất bại cái live show đó thì em và như là người yêu em mới chia tay. Trong thời gian một năm mấy em rất là buồn, là vừa sự nghiệp, vừa kinh tế và vừa chia tay người yêu nữa. Thế nên ra là lúc đó anh chị đang rất là cô đơn, là rất là buồn và rất hụt hẫng, thì lại gặp chàng trai này. Nhưng mà cái điều gì mà làm cho em cảm thấy là em yêu cái chàng trai này? Đầu tiên quen nhau, tìm hiểu cái tiền đó. Và em nói thiệt với anh luôn, tất cả mọi người nhìn vô nghĩ là em rất là giàu. Nhưng ngay cái thời điểm này, thật sự là tiền em khó khăn nhất. 7-8 tỷ bạc là hết trơn, không còn tiền. Mà phải mắc nợ mấy trăm triệu. 300-400 mà trong vòng 4 năm nó lên 1 tỷ mấy. Em đóng lời á. Tại vì khi mà tiếp xúc được một tuần lễ 10 ngày, mình thấy cái người này ok, tính tình được, hợp với mình, nên em nói thẳng. Tại vì em mắc nợ nhưng mà em ra được, em vẫn đẹp, vẫn sang trọng, không ai biết em mắc nợ và không ai nghĩ em nghèo. Cho dù em có nói người ta cũng tin. Một tháng bây giờ đóng lời 70-80 triệu từng lời. Trời. Em khủng hoảng lắm, em nói thật sự. Rồi lúc đó ảnh sao? Thì ông nói là thì nếu vậy mắc nợ thì hai vợ chồng mình cố gắng làm kiếm tiền trả nợ chứ đâu có gì đâu em. Ông nói thôi bây giờ để một hai tuần nữa đi, rồi ông sẽ tìm cách ông nói chuyện với mẹ để mượn cho em đỡ 200-300 đem trả nợ. Em nói trời, anh nghĩ sao anh nghĩ sao anh hỏi mẹ. Rồi mẹ đánh giá em, nghĩ em chắc là lợi dụng này nọ nữa. Em không cho chị. Là em thương anh Hùng là vì như vậy. Từ khi em lấy anh Hùng là em phức lên luôn tới giờ. Tại vì bây giờ em đã trải qua cái khó khăn rồi, em mới dám chia sẻ. Hùng, cái lúc mà Hùng nghe Chi tâm sự như vậy á, thì em có nghĩ là cổ thử lòng em không? Hay là thực sự là em nghĩ cổ đang bị rơi vào hoàn cảnh đó thật?
cái suy nghĩ cá nhân em á, thì em lại nghĩ là bây giờ quá khứ ai cũng có quá khứ cả. Cái quan trọng là mình nhìn vào cái tương lai của mình. Mà tiền hay không có tiền thì từ từ mình sẽ tìm mình làm ra. Vì bản thân lúc đó em cũng thực sự lúc đó em không giàu bằng ai, em thì bình thường thôi. Thì em nghĩ là thôi thì hai đứa làm, nắm tay nhau làm thì mình vẫn có thể đi lên được. Khi mà quen nhau một tháng, bắt đầu Khánh Chi đưa ra một cái điều kiện. Xong rồi nó không có tiền bạc nhưng mà điều kiện dễ sợ luôn, không hiểu điều kiện sao. Điều kiện sao chắc có thể là được nước rồi nè, làm chân lên đầu đó, được vô đồ hai bà trưng đó. Em nghĩ là nếu như yêu nhau thì chắc chắn là anh phải cưới em, phải kết hôn thì em mới chấp nhận, còn không là bây giờ mình cắt đứt từ bây giờ. Cho một tháng suy nghĩ, một tháng sau suy nghĩ trả lời, anh đồng ý. Cho em hỏi anh Cao, nếu như ba mẹ anh dắt em về nhà, ba mẹ anh không đồng ý thì anh sao? Nếu ba mẹ anh không đồng ý thì anh sẽ đi theo em. Là bao nhiêu lâu? Sau 2 tháng đó bao nhiêu lâu thì dắt về? Rồi khoảng 2-3 tháng nữa là về. Rồi là sau đó là đám cưới luôn? Sau đó 1 năm sau mới cưới. Rồi sau khi cưới thì hai vợ chồng có những kỷ niệm nào vui không? Không. Có không? Anh em kể cho nó hấp dẫn hơn. Hồi nãy giờ nó chưa nói được cái gì luôn kìa. Đi Pháp. Tức là cái hôm đi Pháp mình vô mình check in hải quan đó chị. Hai cái passport với lại vé máy bay á thì là bà xã cầm. Xếp hàng xong rồi vô cái tới mà người check in hải quan á. Không biết bà xính xa xính xác sao á. Ông kêu em là mở hai passport mở ra đi, coi tên cho chính xác là người tên trên vé bay và cái tên passport nó phải khớp với nhau thì mình mới qua được hải quan. Passport là passport bà xã mà vé bay là vé máy bay của em. Check in hải quan nó không cho em qua. Ủa nhưng mà còn cái passport kia đâu? Nói chung này nè, ông kể không bởi ông nào không biết kiểu chuyện. Nè ghê bởi nha, em xứng xa xứng xác, em móc hai bát bò ra em đưa đại em không coi. Thì em cầm bát bò cái ông cầm bát bò cái em. Em ra trước em xứng vô thì bên con nhỏ nó thấy nó nói cho xanh lộn bên này, cái em lấy em đổi lại, em đổi lại là bát bò cái em thì người ta cho em qua. Tới khi ông ra ông đi qua ông vẫn cầm bát bò đúng, nhưng mà hồi nãy nó nhỏ nó không biết sao nó giữ ông lại. Tức là làm khó em mà hồi quan gần nửa tiếng đồng hồ. Vậy đó hả? Với cái lý do là em không đưa đúng cái bát bò và cái vé bay. Mà em đưa lộn, em đổi lại người ta cho em qua. Mà ổng đi, không... đi sao là ổng đưa đúng cái bát bò luôn, người ta không cho ổng đi. Lạ luôn. Ổng bị giữ nửa tiếng hồi ổng ra ổng nói bà xứng xa xứng xác, tôi kêu bà nãy ha chuẩn bị. Mà rõ ràng là em nói rồi là kiểm tra cái bát bò, cái visa và cái vé bay cho nó khớp đi. Em làm quản lý mà em tin nó làm chi? Em phải gom hết. Chưa nữa chị, chưa. Đi qua anh vẫn xong rồi, diễn xong rồi. Cái máy bay á là 8:50 sáng, đêm kể 8:50 sáng bay. Em nhìn là 8:50 tối. Ủa là vậy á. Ủa là 20:50. Trời ơi. Làm hai chồng phải tốn gần 2 ngàn. Bạn mua là hai cái vé. Nói rất là như kiểu là rất là đúng rồi, là chắc nịch là như đúng rồi đó. 8:50 tối mai anh ơi. Rồi bây giờ tiền ở nhà là nó cầm hay em cầm? Em cầm. Đúng em rồi đó. Đưa cầm chị đang xua suối á, nếu mà đấy là em phải giật lại. Anh Hùng là giữ cái xác nhưng mà thẻ là em giữ, chứ chìa khóa em giữ. Thẻ thì không bao giờ biết password. Thì là em quyết định chi tiêu là ai? Hai người. Đồng ý đưa ra cái quyết định chi tiêu thì mới chi. Nói nghe nè, rồi về sống với nhau á, rồi là lúc mà lòi ra cái tật xấu kể nghe đó. Giờ em chỉ có xấu một cái là đói hay bị cấu. Đổi lên cũng giống em, là cái thứ hai nữa là nóng tính. Cũng nó giống em luôn vì hai đứa cực kỳ nóng tính. Khi cả hai đều nóng tính lên thì cách giải quyết cái vấn đề là như thế nào? Một đó là giải quyết luôn vấn đề ngay lúc đó. Giải pháp thứ hai là em sẽ không nói gì em đi ra. Vợ chồng anh Chi có gì nè, ví dụ ai mà làm lỗi cái gì đó thì cái người kia sẽ bắt là em xin lỗi anh đi hay là anh xin lỗi em đi, là mình nói xin lỗi là bỏ qua chứ không có kéo dài. Ví dụ anh đang làm việc của gì đó, anh lớn tiếng với em, em nói ủa em đâu có làm gì đó, anh lớn tiếng với em, anh xin lỗi em chưa, chồng xin lỗi bà xã nghe là em bỏ qua. Có cái gì ví dụ mà em làm đúng mà ông bắt em tiền tội chồng, nói là em làm gì không đúng, em xin lỗi anh chưa, nói vậy em xin lỗi anh là bỏ qua. Bây giờ chồng em không có giận lâu. Khoan, sao còn nữa, hai chồng em là ở lầu 19 đúng không? Khi lên lầu mình có cái thẻ, mình dán cái thẻ vô thì mình mới ấn được cái số lầu mình lên. Hôm đó đi diễn nhà đồ nhiều, 3 người lượt, em mới kêu là chờ xíu còn sót đồ, chờ cái thang máy để lên cùng. Xin xa sát sao, bấm điện thoại sao không nghe em nói gì, đi lên chơi nó chúc mình luôn. Đồ em nhiều đi để em đi... Sẵn em kể luôn đi. Hay làm bèm, không thích một cái chuyện gì em nói thiệt với anh. Một vấn đề đó nó có thể em nói từ hôm nay đến tháng sau vẫn nói. Mà nói hoài luôn vậy hả? Dạ. Kia vẫn nói được hay thiệt luôn vậy á, không thích gì là nói hoài. Rồi có bị dễ siêu lòng không? Bây giờ là nhẹ dạ. Nhẹ dạ, có nhẹ dạ cả tin nó bị lường gạt không? Bị gạt hoài luôn. Cách đây á, là có mấy tháng có một cái trang Facebook là giả dạng làm đại lý máy bay. Thật sự ra là lo buôn bán với cái tiền như mình quên đi, cái mình tốn thân nào mày. Tự nhiên nó kêu gửi tiền trước đi rồi, rồi nó chuyển giá ba cho mình cũng gửi tiền.
nghĩa là thân rồi hay sao? Chứ kêu gỡ sai, chồng cứ gỡ chuyển 15 triệu cuối cùng nó không đưa vé gì hết. Rồi giả mình tìm hiểu ra là công ty giả. Người ta có, đưa vé rồi mình mới chuyển khoản đúng không? Đúng rồi. Hai chồng lo lưu bu còn sao biết rồi. Chuyển khoản trước rồi xong khách làm giả bộ mua đồ shop. Là nói khách bên Canada chọn quá trời đồ luôn. Cái hàng gửi tiền nó là gửi rồi nhưng mà ngày mai nhận được. Em thật sự em nghĩ ai lường gạt. Tại vì từ nhỏ lớn mình có nghèo chết bỏ, mình chưa bao giờ lường gạt ai hết. Thì kêu tụi em đó là ông anh ở nhà bị ruột thừa, nhờ chị gửi giúp cho em 10 triệu gửi cho em đi. Rồi ngày mai em gửi tiền trả cho chị luôn. Ổng là ông chịu nó không. Người ta chưa kịp chuyển tiền cho mình mà biết người ta có thật hay không. Tại vì bị lừa vô vé ba rồi không chịu nữa. Em nói quá ổng cũng chịu. Ổng bắn cho con 10 triệu là mất tiếp. Rồi bây giờ là chỉ có bao nhiêu tính thôi đúng không? Dạ. Bao nhiêu thôi cũng đủ mệt rồi đó. Nha. À. Không, em phải kể là tôi tính cho xong. Rồi bây giờ nói nè. Em anh thấy Phi Hùng rất là hiền nha Khánh Chi. Không hề, hiền lắm nhưng mà tôi biết một chuyện. Chị biết cái bạn này á mà cấm tiệc bạn này mà không được cho ăn một hộp cơm. Ăn cơm là sợ ăn thôi. Là hai đứa đều không ăn cơm. Nhưng gần đây chồng em là mua kim trái, chà bông với mỡ hành á. Ăn á, rồi nghiện, ngày nào cũng mua một hộp bự như nè. Rồi bây giờ là em được ké ăn ké. Em ăn ké, em ăn ké. Tức là cơm cháy nó có, ở trong đó nó có chả bông nè, nó có ruốc nè, có hành nè. Mới hành nè. Với lại cái nước mắm nó làm từ, nó phan. Ăn cái này mập dễ sợ. Từ mật ong mình rải lên, ăn cái cây ăn nó giòn rút mà. Trời ngon lắm. Chết rồi, trời bất ngờ ăn rồi. Tiếp nữa, em kể cho chị nuôi chó, mua 2 cái bundle. Xong em nói nè, em nói anh nghe đừng có nuôi chó. Anh nuôi mình không có thời gian mình trông nó, tội nghiệp nó. Nó thôi được mà, anh thương anh cưng quá mà thôi để cho anh nuôi. Nó anh nuôi là nha, nó đái hay nó nghĩ là anh hốt nha. Em nói trước em không làm cái việc đâu. Ok rồi anh làm. Thời gian đầu xiên lắm. Ỉa đái rồi dọn dẹp rồi xiên lắm. Rồi cưng lắm. Tới 6 tháng sau chịu không nổi. Bắt đầu gửi như em dưỡng tháng thấy nó cực của em đó. Anh nuôi, anh phải có trách nhiệm. Em lấy về, em lấy về em bắt nuôi. Để nhà xong rồi nhốt trong lòng hoài không thôi không cho nhỏ ra. Ổng nhốt em thả cho bỏ ghế mà thả là ổng phố. Có nghĩa là bây giờ bà đang kể tính cái tật xấu của chồng bà mà vô hình dung là bà nói tật xấu của bà luôn. Rồi còn tính xấu gì nữa không? Có gia trưởng, có độc đoán, có làm biến. Nói chung ra là ông này rất là xuyên, rất là giỏi, cái gì cũng được hết. Chỉ có gì thôi đó. Mong muốn ông thay đổi gì không? Nói chung là cái vấn đề chó thì giờ em phụ chồng em luôn rồi. Rồi bây giờ Phi Hùng muốn Khánh Chi, bà xã yêu quý của mình thay đổi điều gì? Dạ em muốn giờ em giữ lời hứa với em là được rồi. Đừng có hẹn. Chuyện hẹn hò đó. Bớt hẹn. Nói chung là hai vợ chồng em á là không có gì đâu mà lấn cấn nhiều. Tụi em sống với nhau là cái lạc cái gì nó bên cạnh nhau nhiều lắm. Đâm ra là như vừa là chồng, vừa là người bạn đời. Đâm ra là rất là hiểu nhau. Đương nhiên vợ chồng nào cũng không có ai hoàn hảo hết. Nhưng mình cố gắng để mình sống với nhau nó vui vẻ hạnh phúc thôi. Chị đừng đánh trống lãng chị. Anh đang nói anh mong muốn chị đừng có hẹn. Bây giờ có chị Vân và anh Thuận nè, em nói luôn, em không thiếu anh nữa nhưng một tuần em chỉ là một lần thôi. Chút hả? Cái là việc rất nhiều. Rồi còn có con nữa, chăm con rồi, chăm chó nữa, trời ơi, nhiều thứ lắm. Sao được không Hùng? Hay là có mong muốn gì thêm? Tạm chấp nhận được nhưng mà một tháng khuyến mãi cho em 2 lần. Chị à, nhiều khi đi du lịch cũng có tặng kèm chứ không? Kệ người ta xin cho đi tuần lần rưỡi. Em hứa. Rồi. Nha. Chúc tụi em cứ dính nhau như vậy mãi nha. Cứ dính như Sam như vậy nha. Rồi, cảm ơn tụi em. Ở bên đó là sống chung với nhau rồi. Về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh xong rồi. Cái thói quen rồi. Cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu. Ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Xong rồi cái về Việt Nam cái ảnh suy nghĩ sao anh không chịu nữa. Anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Mẹ ảnh không có cầu hôn gì đẹp quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái em từ chối. Trong khách sạn cái ảnh tức giận, anh kêu là em hoặc là giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Tại sao lại mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao lại nói em vậy? Xong cơ, anh nằm mơ anh thấy tụi mình cãi lộn. Vậy là ghen trong mơ rồi. Xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Tại sao Paulo lại chọn Kỳ Duyên? It's not about choose. We start dating and I start to liking her more and more. And like, of course, I had a good impression, first impression. That was a good thing. But in that day, she avoided me. And I even think she was interested in my friend. So I told my friend, hey, you should talk to this girl. But he didn't. And then 1 week later, I talked to her and we started having a couple dates, going for coffee. And then from that time, after 4 dates, I chose her.
I see she was a good person to be with me. I like her family, I like her style, attitude, talk. That's why I chose her. Sau bao lâu tụi con chính thức là yêu nhau từ cái hôm mà gặp nhau ở bowling? Dạ, từ lúc bowling cái ngày mới lần đầu gặp lại thì 2 tuần sau tụi con có đi chơi. 2 tuần sau đó nữa là chính thức hẹn hò. Coi như là 1 tháng đó. Vỏn vẹn 1 tháng đó. Tụi con hẹn hò nhau bao lâu rồi? Tháng 6 này là được 3 năm rồi. Wow. Dạ, cưới nhau được một... Gonna be 1 year and a half. 1 năm rưỡi. Wow. The first kiss with her, where? Where? Do you remember? Yeah, I do. It was when I drove her back home. From a coffee and a movie, and then I stopped nearby her parents' house, but like 1 kilometer earlier, and then we talking, and then I asked if I could kiss her, and then we had the first kiss. It was one month later. The feeling, your kiss, how do you feel? I think if I should do earlier, first day, second date, but it was actually perfect. I wait a little bit more because I got to know she was a good girl, good person, and the feeling was awesome. And then I drive back home, I was smiling the whole time. Yeah. Còn con thì sao? Con cũng vậy, con xong cái vô nhà cái con cũng cười quá trời cười luôn. Mẹ con cùng sao mày cười hoài vậy? Con nó có nói đâu, con cũng chỉ cười thôi. Rồi sau đó là hai đứa coi như là có sống thử với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, tụi con sống với nhau khoảng chừng 8 tháng. Là tụi con cưới nhau. Gia đình con như thế nào? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ cũng không chịu. Cũng hay kêu con đi về nhà, nhưng mà tại tụi con đi Brazil về ở bên đó là sống chung với nhau rồi, về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu. Ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Rồi bố mẹ mới đồng ý. Cái đợt đó là con về Brazil để mà gặp gia đình của Paulo. Dạ. Rồi bố mẹ của Paulo làm sao? Bố mẹ Paulo rất là hiền, dễ thương. Nói chung là con cũng không nói chuyện được gì nhiều với lại bố mẹ của Paulo. Tại bố mẹ Paulo không nói tiếng Anh, cho nên là con không nói chuyện được nhiều. Nhưng mà họ rất là quý con. Nói chung là bố mẹ rất là hiền. Khi mà lần đầu tiên đưa bạn gái về, bố mẹ của Paulo có nhận xét gì về cô bạn gái này? The first day when we came, when we fly to Brazil, she go to my parents' house with pink hair, was a little bit pink. Yes. They kind of didn't like that much, but the rest, they like it. They like it that she's not so big girl, small girl, good size for me. Cute, she smile, she offer help for them, what she could do, maybe cooking or something like that, and so they love it. Bạn này cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu trước? Thì không. It's a funny story. Tại vì cái đợt đó là, ở bên đó là dịch nổ ra, mới lo sợ về cái vấn đề visa này kia. Với lại con cũng muốn là Paulo không có phải lo về visa tourist nữa. Khi mà nếu mà cưới thì sẽ có cái thẻ định cư. Lúc đó ở trên biển thì con mới nói là hay là mình cưới đi, rồi anh sẽ có cái thẻ định cư, không còn phải lo về mấy cái vấn đề visa nữa. Con thấy là mất tiền nó rất là đắt, nhưng mà anh kêu ok. Xong rồi cái về Việt Nam, cái anh suy nghĩ sao anh không chịu nữa. Anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Tại anh không có cầu hôn gì đẹp quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái anh từ chối, thời gian sau nữa cái lại nói lại thôi mình cưới. Cho nên là con nó vậy, nó là một cái màn cầu hôn đó. Dạ, không có gì, không gì đặc biệt. Chú nghĩ nó nghe là Paulo phải lãng mạn và cầu hôn. Cho Paulo không lãng mạn. Many Brazilian men, they are very romantic. I was shy. Start living alone when I travel, I start to be less shy, but with friends, with girls, I still shy and it's a bit hard to be romantic. Sometimes I try, but it's simple. But mainly Brazilian people, the men try to be more romantic. Lãng mạn nhất của anh là chỉ có những ngày lễ đi về với một bó hoa. Ồ, vậy là được rồi. Dạ. Nhưng mà con sống với một người nước ngoài á, lúc mà tụi con yêu nhau rồi sau đó là ngay cái thời điểm mà dịch luôn đúng không? Dạ. Bùng dịch luôn, cả thế giới quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết trơn á. Dạ. Về công việc, về tất cả mọi thứ thì cái thời điểm đó tụi con có những cái mà giận hờn hay là căng thẳng stress về cái công việc của mình không? Đợt đầu dịch tụi con vẫn ổn. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới là thật sự là một cú sốc rất là lớn. Công việc thì không có thu nhập trong vòng 4 tháng trời luôn. Thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tụi con. Nhưng mà tụi con thường không có cãi nhau về vấn đề tiền bạc nhiều, không có cãi về cái vấn đề áp lực, mà chỉ cãi nhau về những cái lặt vặt li ti ở trong nhà thôi. Với lại cái thời điểm đó là cái thời điểm Paulo rơi vào trầm cảm. Những cái gì mà nó nhỏ nhặt nhất, Paulo cũng rất là dễ nóng giận, cho nên là cãi nhau. Sau đó thì con mới thấy là Paulo bị như vậy, cho nên là những cái chuyện nhỏ đó thì con cũng nhịn, con không có cãi lại làm cái gì hết. Và tụi con vượt qua cái thời điểm đó là mấy tháng?
À, cái đợt đầu dịch đó thì Paulo cũng bị nhẹ nhẹ thôi, xong rồi đợt dịch thứ hai mới bị nặng, chắc cũng phải 2 năm á. Ồ, đúng gì hả? Dạ. Cái đợt thứ hai là bao lâu? Tầm 8 tháng đó thì em mới hiểu điều đó. Sau đó thì là có một cái đám cưới là hoành tráng không? Dạ, tụi em chưa làm đám cưới. Tụi em mới đăng ký kết hôn. Rồi, đúng dạ. Không? Tụi em muốn đợi bố mẹ Paulo năm nay về tụi em tổ chức đám cưới. Có dự kiến chưa? Cuối năm ạ. Cuối năm. Vậy là khi mà hai đứa bắt đầu sống thử với nhau, có lòi ra tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là cực kỳ nóng tính, sau dịch thì còn nóng tính hơn nữa. Wow. Dạ, nóng tính với có cái là hay nặng mụn. Nặng mụn ai? Dạ, nặng mụn của chính mình. Có nặng mụn con không? Dạ không. Tắm xong thì thì thôi đi, đi ta lau khô người đi ra đi không nhìn vô gương. Xong rồi á là thấy một đống đống luôn, xong rồi nặng nặng một hồi là quên, xong rồi cái lúc mà nhận ra thì là mình đã bày bất thường trên mặt là sao. Xong rồi buồn trầm tư, xong rồi cứ ngồi suy nghĩ và... dạ đúng rồi đó. Nhưng bây giờ cải thiện, giống như là hồi đó bị trầm cảm cũng một phần là do bị nặng mụn. Có ghen không? Trời ơi ghen lắm. Nếu mà đi bình thường, đàn ông con trai người ta nhìn, ví dụ nhìn liếc liếc nhìn sơ sơ thôi thì không sao. Nhưng mà nếu mà trình trực diện vô con luôn á, để ý thì anh sẽ lại nói chuyện với người đó. Oh. Là sao nhìn vợ tao vậy? Là kiểu vậy đó. So beautiful, I have to be jealous. Oh, có gì nữa nè? Ngủ hay bị mộng du á, cô chú. Có một cái hôm mà con kiểu buồn và bị sốc luôn á, là tại vì là hôm đó tụi con đang ở Đà Nẵng. Trong khách sạn cái anh tức giận, anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Nhắm mắt, tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ thấy tụi mình cãi lộn. Không thì là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Thật tới nỗi mà anh không biết được đâu là thật đâu là giả. Xong rồi ngày hôm sau thì anh xin lỗi, anh mới nhận ra nó là mơ. Mơ. Con đang nằm ngủ, cái anh kêu là anh thấy người đó đang nhìn tụi mình. Xong rồi cứ chỉ chỗ con sợ lắm. Sợ sao không sợ? Má. Có đi tới đi lui không? Dạ có, trời ơi. Dậy xong rồi cái là đi vòng quanh nhà luôn. Anh thấy họ tôi quay lại hỏi là em có biết những cái người mà hay vòng ngó nhà của người khác không? Con nói là biết, giờ họ đang ở đây nè. Xong rồi quay lại ngủ, sáng ngày hôm sau hỏi lại không nhớ. Không biết gì đâu, đúng rồi, đang ngủ mà. Nói là Paulo có một cái nỗi sợ là sợ bị ai đó vô nhà cướp đồ. Cho nên là lúc nào cũng mơ hay có trộm cướp vô nhà hết trơn, rất là sợ. Bây giờ con mong Paulo thay đổi điều gì không? Con chỉ mong có một cái là bớt nóng tính lại thôi. Yeah. I just hope you like calm down more. Less jealous. Rồi giờ tới Paulo đó. He loves to watch Chinese and Korean TV shows and every day. Rồi còn gì nữa? Nothing else. Yeah. Cooking. She learned to cook when we start dating and live together. So because of me, she couldn't cook and she learned and she do good. Con nấu thì anh cũng khen ngon chứ. Thì con cũng nghĩ là con nấu cũng ok, tại vì con tự coi, tự học, tự nấu cho nên là ảnh không có cái complain về điều đó đâu. Do you want her change more? No, she did already. I'm happy with her change. Yes. Quá trời là sung sướng. Ủa nhưng mà tụi con là đã có em bé chưa? Tụi con có hai bé. Ủa hai bé là hả? Dạ, một bé trai, một bé gái. Bé cún phải không? Bé cún phải không? Dạ. Một bé mèo. You want to have baby? I want, yes. But if I already have my babies now. This year or next year? I think 2 or 3 years later. Oh. Con cũng muốn là ảnh, cái tâm của ảnh nó vững hơn một chút xíu thì mình mới nên có em bé. Nhưng bây giờ con thấy ảnh hơi nóng tính quá, thấy chưa có sẵn sàng. Cô nghĩ là vậy nè, lúc nào mà rảnh hai đứa về Brazil hoặc là ở đây con tìm một cái bác sĩ mà về cái bệnh mũ mộng du á, mình có thể trị được. Cho bác sĩ họ tư vấn xem mình cải thiện cái tình trạng nó như thế nào. Anh lúc nào anh cũng phải hoạt động á. Khi mà ảnh mộng du là ảnh vẫn phải hoạt động trong giấc ngủ đó. Thành ra cái thần kinh của anh nó lúc nào nó bị căng thẳng, nó mới dịu. Cho nên là ảnh bị nóng tính đó. Theo cô nghĩ là như vậy, thành ra con cho ảnh gặp bác sĩ để mà giống như mình có những cái thuốc nó không còn cái tình trạng mộng du trong giấc ngủ nữa. Nghe rồi. Cảm ơn chị Duyên, cảm ơn Paulo đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ. Các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh của em luôn. Ôi ôi. Dạ. Vậy luôn hả Trang? Sau đó con thấy trời ơi, xong vợ con bảo sao mới gặp anh sớm hơn thì tốt. Thật ra sau này con đâu có lấy tiền đâu. Lấy sao được, con lấy nguyên cái cuộc đời ta rồi. Hồi nãy con nói cái vụ mà có người mà chọc con mà gọi là chọc cho con phát ghen lên á mà con không thèm ghen á. Dạ đúng rồi, vợ chồng con đang ở nhà thì bạn nó qua nhà chơi, bạn nó đi tự nhiên xông thẳng vô nhà xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện tình yêu, một câu chuyện hôn nhân của cặp vợ chồng số 1. Hey. Chào. Trời ơi, bên em có đối thủ rồi. Đó.
Ê Thực, ngồi đi cưng. Mời. Ngồi đi. Thôi bây giờ trước tiên chúng ta giới thiệu về mình đi nào. Lời đầu tiên cho phép A Tuân và Quỳnh Trang xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Lời chào trân trọng. A Tuân hiện tại đang làm chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông cho các tập đoàn, rồi có một công ty giải trí riêng, và trước đây thì là ca nhạc sĩ. Tuổi A Tuân là 36 tuổi ạ. 36 tuổi. 36 nhìn chững chạc ghê không? Rồi, mời vợ của A Tuân. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Con là Trương Quỳnh Trang, là bà xã của anh A Tuân. Hiện con đang có một spa là chuyên về nail và gội đầu, và có kinh doanh trầm hương và đá phong thủy ạ. Đang nhiêu tuổi rồi con? Dạ con nhỏ lắm, con năm nay là 26 ạ. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái giây phút đầu tiên mà các bạn chạm mặt nhau. Đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau và gặp có nhau. Ấn tượng gì về nhau? Dạ lần đầu gặp nhau là con có, ngày xưa con có công ty mỹ phẩm. Thì con có tìm hiểu trên mạng xã hội rồi trên Google này kia thì con thấy ông xã con đang là đứng top. Đứng top về marketing, rồi PR chiến lược cho các nhà hàng. Thì con có chủ động con liên hệ và để phát triển cái thương hiệu của con. Thì ngày đầu tiên gặp nhau cũng chỉ để bàn công việc thôi. Thế là xong, sau đó hốt con luôn. Sau đó thì hốt con. Nhưng mà ngày đầu tiên khi con nói chuyện với anh, con cảm nhận anh là con người như thế nào? Lúc đó thì cũng chưa có tình cảm nhiều, cũng thì thấy là nghiêm túc và chững chạc, với lại anh có rất là nhiều cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái tư duy tốt cho người gặp. Là thấy tin tưởng và ấm áp đúng dạ, không? Đúng rồi. Nhưng mà con thích thích ảnh không? Lúc đó thật sự là chưa đâu ạ. Lúc đó là chắc hình như cũng sợ em lắm, tại em nghiêm nghiêm hay sao, với lại đầu chọc anh em mình nhìn ngầu lắm. Nhưng mà còn Tuân thì sao? Cái công việc của Tuân thì chắc có lẽ là gặp các cô gái trẻ đẹp xinh tươi là cái chuyện rất là bình thường đúng không? Dạ. Thế mà lần đầu tiên gặp Quỳnh Trang thì thấy thế nào? Trong công việc thì em có làm việc với rất là nhiều người đẹp qua các vai trò, nhiều khi là giám khảo các cuộc thi hoa hậu, rồi em đứng vai trò ông bầu phía sau hay là những ấy, thì em gặp có nhân duyên gặp rất là nhiều các bạn. Nhưng mà bà xã em có một cái điểm đặc biệt hơn tất cả những người khác. Em gặp rất là nhiều các chiêu trò rồi các thế này kia, chưa kể mình chuyên là người lên chiến lược và chuyên xử lý các những cái đó, thì cuối cùng là người chiến thắng được mình là người chân thành, là đổ gục được mình. Aquaseline lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Thời điểm đó cũng giống như rất là nhiều các cô gái đến bên cạnh con. Tại vì vợ con thì từng chứng kiến con ở nhà là rất là nhiều cô gái đến chăm sóc, người tới giặt đồ, người tới nấu cơm, người tới dọn dẹp này cái kia, chứng kiến trước mặt luôn. Rồi nhiều khi các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh vợ em luôn. Ôi ôi. Vậy luôn hả Trang? Làm cho con ghen mà không ngờ là con không có ghen. Thôi nhưng cái đó là sao rồi? Bây giờ mình đang hỏi cái giây phút đầu tiên các bạn gặp nhau đó. Thì chắc có lẽ là ở cô này là chắc Tuân phát hiện ra cổ có một cái điều đặc biệt hơn các cô gái kia, đó là cái sự chân thành. Chân thành. Có nghĩa là lần đầu gặp là Tuân đã cảm nhận được cái điều đó ở cô gái này rồi. Đúng. Dạ, tại vì sao hay vậy? Tại vì em xuất phát từ nhà quê, với lại mình có thiền nữa, thành ra mình cảm nhận hơi sâu, trực giác hơi bị tốt đúng không? Trực giác hơi bị tốt. Dạ. Rồi sau đó là chắc chắn phải có những cái cuộc gặp mặt tiếp theo nữa. Bao lâu thì mới bắt đầu phát sinh tình cảm? Em có quan sát thì vợ em khác với các bạn nữ khác ở một cái là các bạn khác đến với em, đến bên cạnh em cảm nhận được cái gì đó với một cái gì đó. Còn vợ em thì không giống như những các bạn khác, là vợ em lại, tại vì mình đàn ông mình hay lo nghĩ cái chuyện này chuyện kia, đôi khi mình lại không có trọn vẹn được cái chuyện gia đình, những cái chuyện nhỏ. Thì vợ em lại thay thế em chăm sóc cho bố mẹ em, chăm sóc cho em mọi người. Tại vì ngày xưa là em không tính lấy vợ và em nuôi cháu, nuôi các thứ mọi người ấy. Đó, tính đi tu quá chị. Thì vợ em lại lấp được, làm thay cho con những chuyện đó, chăm sóc. Và em nhìn những hình ảnh đó là em lại thích. Dạ, em cực kỳ thích những cái đó. Bao lâu thì coi như con quyết định là coi như con tỏ tình với bà xã? Tức là con dành bao nhiêu lâu để con quan sát vợ con á? Con nghĩ là con sống khá là thuận tự nhiên á.
Rồi để mọi thứ nó đến nó cũng không có tỏ tình cũng rất là tự nhiên. Qua một năm đó thì tình cảm cả hai cùng có thì mới mở lời với nhau, mới chấp thuận cho qua nhà này kia chứ đúng không cô? Vợ con rất là may mắn khi gặp con ở cái chỗ này. Sau này là trước khi gặp con, vợ con tốn rất là nhiều tiền cho những cái nơi này nơi kia, một tiền mà về quảng cáo BI sản phẩm rất là nhiều cho là nơi này nơi kia nhưng mà không hiệu quả. Sau đó con thấy trời ơi, xong vợ con bảo sau mới gặp anh sớm hơn thì tốt. Thật ra sau này con đâu có lấy tiền đâu. Lấy sao được, con lấy nguyên cái cuộc đời ta rồi. Thế thì khi mà quen một cái người mà lớn tuổi hơn mình, lại là một người rất thành công, và là một cái người mà thường xuyên tiếp xúc với các mỹ nữ làm trong nghề này, thì gia đình của Quỳnh Trang có e sợ không? Có e ngại không? Có cản trong khi Trang quá trẻ. Ngày đầu tiên khi mà em dẫn vợ em về em hỏi cưới á, về nhà vợ. Má vợ có bảo là nhìn con phong độ như thế này rồi, gái con theo con nhiều làm sao mà con thương nó lâu được, sao mà con chung thủy được thế này mà sao mà cưới được, rồi con có hứa là chắc chắn là con sẽ yêu với lo cho nó thứ không, thì con chỉ trả lời là con không thích hứa, tính của con không thích hứa, tại nói thì ai cũng nói được, bây giờ con có thể nói ôi con thương lắm, ai cũng thể miệng ai cũng thể nói được hết. Dạ, mà quan trọng là vợ con sống có xứng đáng với con không. Hay quá. Dạ, cho nên con không thích nói, con thích hành động thôi, hai người có sống có xứng đáng với nhau hay không thôi. Nhưng mà cô hỏi nè, tại vì con không có cái định hướng là con sẽ lấy vợ, con định là con không lấy vợ. Dạ. Thế thì cái lý do gì mà con lại quyết định là cưới Trang? Đúng rồi. Thời điểm đó con có nói với vợ con một chuyện là hiện tại đây là đang là trong cái giai đoạn mà sự nghiệp con đang phát triển rất là tốt, đang rất thăng hoa. Cho nên là con không muốn có em bé trong cái thời điểm này lúc đang quen. Và đừng để con đóng vai ác. Tại vì con không ghét nhất chuyện người phụ nữ dùng em bé để mà níu buộc, để mà khống chế người đàn ông. Con cực kỳ ghét cái chuyện đó. Đúng là mọi thứ của cuộc đời con thì vận hành hoàn toàn theo tâm linh. Trong một lần về Bình Phước á, Bình Phước có một cái đền thờ tự nhiên bốc cái lá thăm. Thăm lại ghi rất là rõ là người tu được phước trời cho, năm sau sẽ có quý tử nối ngôi. Và tự nhiên lá thăm đó là biết là năm sau có con trai rồi. Và tự nhiên năm sau có bầu thật, có con trai thật là Simba nhà mình á cô. Simba mà nó giống y chang Tuân. Vui lắm, Facebook mà hai cha con giống nhau mắc cười muốn chết luôn á. Lúc nó còn nhỏ đó, hai cái đầu trọc lóc y chang nhau vậy đó. Có theo dõi Facebook. Em có thấy là từ khi mình cưới vợ thì cuộc sống của mình nó thay đổi hơn rất nhiều không? Nó có hai mặt anh ạ. Từ khi có vợ thì em bắt đầu em phải thích nghi một cái chuyện mà cũng hơi khó. Hơi khó là ngày xưa có rất là nhiều phụ nữ quan tâm theo đuổi, rất là nhiều phụ nữ hay chăm sóc cho mình. Từ khi lấy vợ vào thấy bắt đầu các cô không dám chăm sóc nữa. Thì đúng rồi, sao dám? Cũng cả một thời gian mới gọi là thích nghi được với cái điều thích đó. Thích nghi được cái cảm xúc đó, dạ, đúng không? Cái đó. Nhưng mà còn Trang thì sao? Hồi nãy con nói cái vụ mà có người mà chọc con, mà gọi là chọc cho con phát ghen lên đó mà con không thèm ghen á. Dạ đúng rồi, vợ chồng con đang ở nhà thì bạn nó qua nhà chơi, xong rồi lúc đó chưa phải là vợ chồng, lúc đó gọi là mới gọi là có cảm tình, có thương nhau. Bạn nó đi tự nhiên xong thẳng vô nhà, xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Lúc đó phản ứng của Trang sao? Con bình thường đi ra ngoài rửa chén, quét nhà, ai thích làm gì làm. Bạn đó là rất là thích em. Bạn đó là một trong những bạn rất là thích em, nhưng mà bạn đó cứ nghĩ là đó là cảm giác chiến thắng. Đó là cái rất là dở. Hoặc là ví dụ mà có qua bên nhà em cái là xong bạn đó chụp một tấm hình bức cửa sổ, xong bạn ấy đăng lên Facebook là một đêm hạnh phúc. Đó, có nghĩa là rất là nhiều trò. Thế em ngồi em mới cười, trời ơi, chỉ có chân thành mới hạ gục được em thôi, chứ chiêu trò này chẳng có giá trị gì với em cả. Đây không phải là người mà Đi viết lên. Thế là cái cô gái mà đi quét nhà với rửa chén là dính đó. Đúng rồi. Là chân thành đó. Ok. Đây là người phụ nữ mà chảnh nhất trong những người phụ nữ mà con từng gặp. Chảnh với con nhất. Nhưng mà mình lại yêu cái đó, ghê chứ đúng không? Đó. Nhưng mà chảnh nhưng mà chân thành. Chảnh nhưng chân thành. Đúng không của em? Mình nó sẽ là của mình. Đã. Rồi bây giờ hai đứa ở với nhau được mấy năm rồi con? Tụi con là từ 2018. 4 năm. Nghe nè. Tới đây sẽ là đến cái phần gọi là khui cái tật xấu. Sao cái cặp này em nghi là ông Tuân này ông không có quá ta? Đâu cứ để Trang nói. Thế có. Ông chững chạc. Trang nói có anh. Có bằng khui đi chứ. Có cái tật ca nhạc sĩ mà ban ngày thì không có đánh đà hát hò đâu. Cái ban đêm
12 giờ, 1 giờ sáng. Trời ơi. Cầm guitar hát ính ỏi trong nhà. Dắt trưa thì cầm guitar đi khắp hành lang trong nơi ở, hát hò vô thang máy. Cái âm thanh kia. Hành lang nó vọng nó rất là đã, ôm đàn hát trời nó sướng lắm. Nhưng mà bà con người ta thích không Tuấn? Chung cư cực kỳ khoái em. Trời, chung cư lại mê em lắm. Ổng mang cái năng lượng tích cực đến cho mọi người, năng lượng yêu đời mà. Cái đó là ban ngày thôi chứ còn ban đêm mình cũng buồn ngủ muốn chết đi á. Có thù với âm nhạc cô ạ. Suốt ngày nói em có thù với âm nhạc mà không phải. Rất là khó chịu. Rồi còn gì nữa không? Không biết có khó tính không ta? Khó chứ, cực kỳ khó. Dễ với người ngoài nha anh, nhưng mà khó với người nhà, đặc biệt là vợ luôn. Ví dụ khó những cái khó những cái tính là như thế nào? Từ cách ăn, cách nói, cách mặc. Khó với con á, đúng dạ. không phải là khó với vợ con, mà con có một cái nguyên tắc chung của cuộc đời con. Ở bên cạnh con tuyệt đối không được nói ngôn ngữ tiêu cực. Con cực kỳ ghét, con căm thù cái điều đó. Đó, ví dụ buồn thì không được nói buồn, phải nói là không vui, chưa vui. Não mình sẽ in cái từ vui trong đầu, đó là năng lượng tích cực, nó sẽ cho mình năng lượng và chữa lành được bệnh tật. Đó, nó rất là trí tuệ. Đó, những cái khó khăn của em thật ra nếu mà áp dụng cực kỳ định, tại vì chữa được bệnh tật nó mang năng lượng để mà làm động lực được cho mọi người. Còn khi mà nếu mà suốt ngày buồn chán nghĩ những cái tiêu cực thì sẽ không làm được cái gì. Ê, nó nghe nè anh suy nghĩ cái thời gian đầu về ở chung chắc Trang áp lực lắm đúng không? Chưa thích nghi anh. Mà luôn luôn là bị cấu như là bị cấu. Như là đang nói xong cái ông sửa lưng hả? Dạ. Đó là khó chịu lắm không? Hoài khó chịu. Nhưng mà ăn mặc thì sao? Ăn mặc có khó khăn. Ăn mặc thì kín đáo nhưng mà phải tinh tế, không có hở hang hay là khoe da khoe thịt đại khái là như vậy. Nhà sĩ chắc không? Là lãng mạn lắm chị. Tại vì ông không hề. Ai cũng nghĩ là nghệ sĩ là lãng mạn lắm này kia nhưng mà không hề. Lãng nhách hả? Tại em lãng mạn em bị bắt bài rồi. Em là không thích tặng hoa. Tại vì ngày nào nhà em cũng là ngày lễ, ngày Tết ấy. Ngày nào cũng là ngày vui. Thế cho nên là không có nằm trong cái cứ tới ngày này là phải là lễ. Đó, rồi ví dụ mà em hay có những cái ví dụ vợ ơi, tối nay chồng không về nha, chồng đi qua đêm nha. Xong lù lù em đứng trước cổng về cái trước cho bà bất ngờ. Mà hình như bà bắt bài được sau này bà ấy không bất ngờ nữa. Tại vì cứ như bị hoài đúng không? Một hai lần đầu thì bực. Ok mình tin ha. Đúng rồi, bực lúc đầu bực lắm. Đi. Xong xuất hiện là khỏi. Trời ơi, bắt bài hết rồi. Vậy con mong mỏi Tuân thay đổi cái gì? Thực ra thì cuộc sống vợ chồng con hiện tại cũng rất là vui vẻ. Tại vì sau thời gian dài thì mình cũng đã thích nghi, mình cũng đã cái gì đúng sai thì mình cũng đã học hỏi và chịu thay đổi. Hiện tại là mình đã sửa đổi rất là nhiều nên thành ra mong lúc nào cũng vui vẻ như vậy được rồi. Bây giờ con, tới Tuân đó. Con vợ con còn có cái tật nào chưa tốt, mình không nói tật xấu nha. Không được nói chuyện đó. Thật ra thì đặc tính thì phái nữ là thích nói hơi nhiều một xíu. Thì con nghĩ cái đó cũng không phải là tật xấu, chỉ là đôi khi những lúc con không chưa thích hay nghe thôi. Những chưa cái xung quanh thôi. Đó, không phải tật xấu đâu mà là chưa hay, nghĩa là thông qua cái cách nói của Tuân thì cô hiểu là con hơi cằn nhằn đúng không? Cằn nhằn. Nhưng mà sau này thì hầu như không cằn nhằn nữa. Có một cái điều này là rất đặc biệt của vợ em. Có những cái trường hợp là vì công việc, vì những cái mối quan hệ và công việc của em nó rất đặc trưng, rất đặc biệt. Thế cho nên là có những lúc ví dụ như có những cái trường hợp là em kể một câu chuyện này là có đợt con đi tiếp khách cái cô. Thì có một cái cô em gái mưa, cái cô mới nhắn tin cho vợ con. Cô nhắn tin bảo là chị ơi, anh Tuân đang ở trong kia có phụ nữ mà có dấu hiệu không lành mạnh. Đó. Xong rồi vợ con mới nhắn tin cho cô lại cô đó là bình thường mà em đàn ông đi tiếp khách mà. Xong về mới nói lại với con là anh nên coi lại con em của anh, con này không xài được, nó bán đứng anh. Đó là một cái đức tính rất là đặc biệt đúng không? Bây giờ con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì nữa không Tuân? Con thì chỉ mong là mỗi ngày mình cố gắng hoàn thiện hơn thôi. Đừng có dễ dãi với bản thân mình quá. Rồi thôi bây giờ thực sự là theo cái trí tưởng tượng của cô là gia đình con tương đối là
gọi là không phải là đại chúng đâu nha. Ừ. Một cái gia đình tương đối là đặc biệt so với tất cả các cặp gia đình khác. Chồng của con vừa như là một người chồng, vừa như là một ông thầy, một người thầy và vừa như một người cha của con. Đúng nhưng rồi. Mà có đôi lúc lại như là một đứa con nít ở bên cạnh con, đúng không? Đúng không? Hỉ nộ ái ố đủ cả, là... đúng không? Đó. Lâu lâu em thử, con thử cho ghen mà không ghen nha. Có những lúc ví dụ con đi nha, cho con đi luôn. Kệ, không gọi về. Bao giờ chán thì con về. Ví dụ mà với tính của con nó cũng ngược nữa. Ví dụ mà cằn nhằn là con đi luôn. Đó, mà ví dụ mà con đang đi với bạn bè, đi với mọi người, chỉ cần nhắn mỗi cái tin: trời ơi mình nhớ chồng mình quá, là trời ơi mình nhớ chồng mình quá, quá là con mò về. Đó, thì chồng vợ con thì đang ở chơi cái chiến thuật gọi là Nhu thắng cương, gọi là lạc mềm buộc chặt. Đó, kiểu vậy đó. À, và hy vọng rằng là hai bạn sẽ luôn luôn tạo những cái nguồn năng lượng tích cực hơn nữa dành cho không chỉ là dành cho mình mà còn dành cho tất cả mọi người xung quanh. Rồi. Dạ. Cảm ơn vợ chồng Hoa Hương đã đến đây. Thì á không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi. Tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu. Ghen luôn. Cái rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Trời ơi, khổ quá, đi hát về có được tiền ví dụ như 400-500 vậy đó. Xong rồi cái em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nở lòng nào nó bơm hàng em. Trời ơi, em về em bắp mặt xuống giường em khóc, em nói em này đồ em mặc đấy, đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn. Lựa em mới được mặc đó. Rồi á, đồ diễn em cũng vậy, chồng em lựa luôn. Tất cả mọi thứ. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Võ Kiều Vân xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à. Quá. Hiện tại em dưới 30 chút xíu. Và hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là dạ, gì? Em là ca sĩ. Đó. Mà em? Dạ em là Khởi Phong. Hiện tại thì em đang là manager của bạn Vân. Và em là nhạc sĩ chuyên sản xuất những cái MV ca nhạc của Vân. Và tất cả những cái dòng nhạc Vân hát là từ ballad, bolero, dân ca thì em đều viết cho Vân. Coi như là chồng đàn vợ hát. Dạ. Có nghĩa là lọt sàn xuống nia. Nước chảy chỗ trũng, không có mất đi đồng nào. Dạ, đúng rồi đó. Vô hết, không có thoát một miếng luôn. Cái này là không phải là mình tham đâu, mà tại vì ngày xưa tụi em nói chung là không có điều kiện nhiều. Nên là cái gì mình cũng phải tự học, mình tự làm. Học. Hai bạn hãy kể cho anh nghe câu chuyện của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè. Và lần đầu tiên em gặp chàng trai này em ấn tượng. Dạ em gặp anh Phong là lúc tụi em đi hát chương trình từ thiện. Chồng em mới đầu em gặp hiền lắm. Trời em nói sao giờ này còn xuất hiện một người đàn ông trên thế giới này mà sao hiền dữ vậy trời. Giờ nhìn thấy cũng hiền mà. Dạ không đâu, cũng quỷ ma hơn nhiều lắm. Trời ơi, giờ là quỷ ma rồi. Dạ hiền mà thấy nói em thấy sao người ta ăn hiếp nhiều quá. Xong giống như là tự nhiên em thương người này, em muốn bảo vệ người này vậy đó. Trời ơi, em giống như là người đàn ông vậy đó. Ôi men lắm anh, lúc đó là giống như là hả, ngày xưa mình hay gọi là tomboy á. Ôi men lắm, tính cách mà giống như là không chơi phụ nữ, không chơi con gái đâu. Chơi mấy đàn ông không à. Do đó trong cái chuyến đi từ thiện hôm đó thì tụi em có duyên ngồi chung xe, tại vì cái anh làm từ thiện thì bữa đó là em nhớ là ở Bến Tre. Cái làm cái duyên sao á là bạn này ngồi kế em luôn. Sau cái buổi đó thì về thì hai đứa mới tìm hiểu, hai đứa nói chuyện, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên á là cái tính tốt rồi đó. Nói chung là tốt tính mới đi từ thiện đó. Trời hai đứa em thử ông này đi từ thiện xong ghé được cái chỗ đó là mình được mua mấy cái đồ mà đặc sản đó anh để đem về. Trời hôm nay vợ mới nhớ nè, ông dẫn vô ông hỏi em ăn kem hôn, em nói dạ ăn. Rồi xong cái em tưởng đâu là hả đàn ông ghê lắng bao mình, em mua quá trời đồ luôn. Em thử cái ông này sao có mê gái không nha. Ai ngồi đâu hồi em ra em trả tiền quá trời trả luôn, ông trả đúng một cây kem mời em thôi, rất là rõ ràng luôn. Tại vì như ông nói ông mời em mà. Dạ không có mê gái. Em nói ông này được nè, không có mê gái tôi ok. Không có bị bệnh mê gái. Dạ đúng rồi đó. Dạ gái này là tính ăn cây kem xong rồi tính thử là xử nguyên một mớ đồ coi anh có trả hay không. Dạ đúng rồi đó, không trả là ok. Tại sao em không ga lăng mà em chỉ trả có một cái kem thôi? Mua xong rồi cái em ra em tính tiền. Thì cái đó thì em tính tiền trước, còn bạn này bạn đi lựa bạn mua đồ sau đó thì em đâu không có để ý. Thì bạn mua đồ sau, bạn mua quá trời, bạn ra thì lúc đấy thì xe chạy rồi thì em mới thấy xe chạy thì thôi em lên xe em ngồi. Thì bạn cái sau bạn tưởng em chờ bạn tính tiền cho bạn, cái bạn đứng bạn nhìn em hoài. Lúc đó là em cũng chưa biết là bạn thử lòng mình đâu đúng không? Tất cả mọi người là ai mà thử lòng em là em không biết gì luôn. Ráng chịu đó. Bao lâu thì
bên nào mới tỏ tình cho đằng kia? Tụi em quen nhau chính thức là trong từ cái hôm từ thiện đó về chắc khoảng 6 tháng. Mà em công nhận nha, đúng là hình như nói mà khi mà mình gặp người đó nói khi nào mình thích người đó mình không biết. Nhưng mà tự nhiên em cảm giác như là khi mà ông này ổng đi quay MV á, thì á không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi. Tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu. Ghen luôn. Thế rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Không có, không bao giờ mà chính thức nói là ừ mình yêu nha nha em hay gì đó. Không có. Hèn lắm. Nhưng mà sao tụi em lại nhớ được là sau 6 tháng là tụi em chính thức yêu nhau? Nó có một cái mốc đó. Dạ, có một cái sự kiện là lúc đấy Vân đang đi hát nhóm. Nhóm Vân là nhóm Olala. Dạ. Dạ ngày xưa em diễn, em gặp anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em nhỏ anh không nhớ. Trong đồng 1-2-6 là diễn nhiều lắm. Thì cái thời điểm để mà em gặp Vân thì cái show nó ít rồi. Đó, cuộc sống khó khăn hơn. Sau đó thì các bạn mới là rã nhóm. Thì em mới kêu là thôi bây giờ bà về đây cho tôi làm cho. Đó là em mới bắt đầu em làm sản phẩm đầu tiên cho Vân. Sau 6 tháng thôi mà mình đã tìm được nhau đó phải không? Dạ, nhưng mà rồi. Có thể hiện không? Lần đầu tiên là ở rạp hát Hòa Bình lúc 3 giờ sáng. Đi đầu bà sáng gì? Kỷ niệm mà em cũng nổi da gà với bạn này nè. Sao? Đó là bạn này bạn ấy đi diễn chung ở Long Khánh về. Chị biết cái đường Long Khánh về thời điểm đó, họ cứ đi chung với một chị ca sĩ nữa. Suốt cái quãng đường mà chạy từ Long Khánh về đây là chắc khoảng 2 tiếng đi xe máy. Trời ơi em lo mà em lo em ngủ không được luôn á. Lúc là 12 giờ mấy 1 giờ diễn xong. Về tới nhà hát Hòa Bình 3 giờ sáng rồi. Cái em nhìn em thấy thương quá. Thì lúc đó là hôn cái. Ở đó là nhắc Hòa Bình nhớ hoài cái cảnh đó luôn. Và sau khi mà quen em là em không bao giờ em cho đi cái kiểu đó nữa. Tại vì á, mình con gái anh mà giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng, mình là ca sĩ trẻ nó mình hát, rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó dê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mưng mởn mấy công vụ em sợ lắm, giống như không ai đụng được vô em đâu nha. Nhưng mà thấy ông này hiền á, cái mình cảm giác là mình tin tưởng được, là không có vồ vập, không có là mình thấy ghê sợ vậy đó. Thì em mới thương anh này như mới thấy có niềm tin. Dạ đúng rồi, em không, em không ăn không thôi. Vậy thì cái lần đầu tiên là ai ăn ai trước? Em nhớ là ăn cái chứ sao mà ai ăn ai, ai ngỏ lời ăn trước. Ừ, đó. Em phải nói rõ văn phong mình. Cái thời gian đó là tụi em đi khách sạn hoài luôn á. rất là thiệt thà. Đúng không? Có sao nó vậy người ơi. Đó. Không, nên là một công đôi việc. Tại vì tụi em đi diễn nhiều. Đi diễn tụi ở khách sạn không à anh? Bây giờ lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải cháy thôi. Không lẽ giờ người con trai, người con gái vô khách sạn hai đứa nhìn nhau. Hai đứa là quen nhau mấy năm rồi cưng? Tới thời điểm này thì tụi em quen nhau là 9 năm rồi. 9 năm. Là cưới bao lâu rồi? Tụi em vừa mới cưới ngày 1 tháng 3 năm vừa rồi. Thì tụi em là đến với nhau từ hai bàn tay trắng luôn. Xong rồi sau đó gặp nhau rồi cố gắng làm tất cả mọi thứ. Mà em cũng may mắn ở một chỗ là tổ thương và khán giả cũng rất là thương em. Thì sau khi em ra được cái bài thứ hai là Yêu Là Phải Thương, thì bài đó là cái bài mà đình đám nhất của em. Thì lúc đó là coi như là chứ cuộc đời lên hướng. Lên hướng. Yêu Là Phải Thương là chồng sáng tác. Dạ, em chồng luôn. Em viết luôn. Hòa âm phối khí luôn. Thực hiện luôn. Quay video clip luôn. Dạ. Móc ống hết anh. Mới đầu là tụi em bán hàng, nói thẳng là kinh doanh online thêm. Lúc đó trời ơi khổ lắm. Em nhớ lần đầu tiên nha, xong rồi kinh doanh là em bị bơm hàng. Trời ơi, ổng vừa chở em đi hát còn vừa chở em đi ship hàng nữa. Em mới về bị bơm hàng, em nói với anh Phong, em nói với chồng em, chết rồi chồng ơi, mất hết tất cả rồi, trắng tay rồi. Cái phá sản mà... rồi. Cái gì mà dữ vậy? Ủa mà có mấy trăm ngàn. Trời ơi, người ta đặt có 300 ngàn rồi. Nhưng mà anh biết sao không? Giống như dạ tức, nhưng mà giống như mình không có vốn nhiều, người này đặt cái này thì mới đi ra lấy. Chứ không có kiểu bây giờ mà lấy hàng sẵn nữa. Trời ơi, khổ quá, đi hát về có được tiền ví dụ như 400-500 vậy đó. Xong rồi cái em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nở lòng nào nó bơm hàng em. Trời ơi, em về em bắt mặt xuống giường em khóc, em nói em này chồng ơi, trời ơi mất hết tất cả rồi, phá sản rồi chồng ơi. Con hàng chỉ giá có 300 ngàn thôi đó. Dạ, phá bơm hàng em. Mà thật ra con nghe cái vốn của bà là 310 ngàn đó. Dạ đó. Bây giờ là bơm còn có 10 ngàn thôi đó. Cái xong chồng em nói thôi thôi bà ơi, của đi thay người, còn người là còn của.
Chính vì vậy mà sau đó mới có một bài hit đó. Dạ. Ai mà động tới kim ngân của bạn này là không thể nào mà động được hết. Kia là giống như cái két sắt giữ tiền của em nè. Rồi bây giờ thì sao? Kinh khủng lắm. Bây giờ thì còn hơn vậy nữa. Rồi sẵn đây bây giờ mình tới luôn đi. Khui đi, khui. Bây giờ đi. Mình khui luôn đi. Tật xấu đó. Đi. Tật dạ. Xấu của ấy là gì nè? Tật xấu thì bạn này bạn có cái tính là cũng là tính đàn ông nữa. Ví dụ để tự giác làm thì không có sao đâu. Mà ví dụ em thấy cái nhà dơ quá đi. Em kêu bà ơi cầm cái chổi quét nhà đi là hồi cái chổi bay vô em luôn. Xong rồi cái dập như nè chổi đi mà muốn sập cái nhà luôn á lên lầu không làm luôn kêu, dạ, không làm luôn chỉ không cần mà kêu luôn. Đi nhẹ lại thôi là thấy cảnh luôn dạ. Bình thường á ví dụ như em thấy đi em sắp xếp hết tất cả mọi thứ em làm giống như là chờ em gom từng một hột bụi một luôn nhưng mà đến khi em làm biến lên rồi á mà kêu bà ơi quét nhà đi hay bà ơi lau nhà đi có mơ không có chuyện đó đâu nha. Sếp vô cái tính gì ta? Tính bị quạo, tính nóng bị kỳ tính hả? Dạ. Cần ha, cọc cần dạ, nóng tính, nóng sản. Dạ nóng tính đúng rồi đó. Còn gì không nè, nữ công gia chánh mai giá thiêu thùa. Trời biết nấu ăn, biết làm gì. Cái đó là thôi ăn được kêu tuyệt đối luôn. Cái gì? Dạ. Nói nhà không, bây giờ hay, bây giờ hơi nấu rồi. Mà ngày xưa á, em nhớ thời gian lúc đầu em quen á là có một cái món mà tới 9 năm nay chưa giờ em ăn lại món luôn. Món ngon lắm á chồng. Trời em sợ mà giống như món đó giống như mấy món kinh dị vậy đó. Là trời em lên mạng em học đàng hoàng chứ bộ mình cũng muốn chăm sóc người mình yêu như thế nào. Tại vì hồi nhỏ giờ mẹ em toàn nấu cho em ăn không à, có mình em mà cưng lắm. Món canh cà trứng. Em ăn một lần là anh tin ông là một cái vị đó là có nhiều trứng là cho vô hết luôn á. Vậy là canh trứng rồi. Đâu trứng gì đâu cả. Đúc trứng. Một cái nồi vậy nè, có hai đứa ăn vào một cái nồi. Trời ơi em ăn mà ăn cả ngày cái nồi đó mà tới giờ em không dám ăn lại luôn. Bây giờ là nấu ngon rồi. Lần nấu là coi như là good rồi. Còn cái gì nữa? Cái lộn thì bạn này là giống như độc rác, còn em thì em im lặng em ngồi em nghe là xong rồi cái em đi chỗ khác. Coi như mình có muốn dừng cái câu chuyện đó ở đó đi. Mình không muốn tranh luận nữa. Thì em đi chỗ khác thì cái hồi bạn không thấy em, cái bạn gọi điện bạn nói nữa. Dạ. Là tới khi nào mà cảm thấy là hài lòng rồi thôi. Cảm thấy là trời cúp máy khóa máy luôn xong. Dừng em khóa máy luôn đó em. Vô phòng ở một mình luôn, để em ở ngoài luôn. Em đặt cửa phòng. Vậy đó. Ở ngoài luôn. Dạ. Xong rồi cái trả lời là em là nói thôi bây giờ để cho chồng ngủ đi vợ đừng nói nữa. Xong đập cửa phòng luôn xong hồi mở cửa cho em vô. Không có giận nhau quá một ngày luôn. À. Dạ. Thôi vậy là được rồi. Mà bị nhây đó. Nói dạ, đúng mà rồi đó. Nhây đó. Dạ đúng. Nói, chính xác. Nó không sẵn nói nhây. Đó là hai tính xấu của cô này. Dạ. À. Còn anh này thì sao nè? Tới em đó Vân. Trời ơi, chồng em không có tính xấu. Không, em cũng, em có, thật, em cũng có rất là nóng chỉ tính. Chỉ có là nóng tính với em lại kỹ tính khó tính thôi. Thì nhưng mà nóng tính thì mỗi lần kia nhau lắm đó thì em ơi. Chồng em không có tính xấu, nó kể một hồi là chồng nhiều lắm. Nóng tính. Ba cái. Ủa nhưng mà em nghĩ mấy đứa đây. Nóng tính gì? Nóng tính nè, kỹ tính nè. Khó tính dạ, là đúng đó rồi. Là ba cái. Đâu ví dụ như bây giờ nè, cái khó tính là cái gì nè? Dạ khó tính trong công việc. À. Ôi công việc em khó lắm, công việc là trời ơi em khóc trong phòng thu hoài luôn. Ôi, bình thường trong cuộc sống thì em lại không có cái tính đó nha, nhưng mà khi mà đụng tới công việc cái hồi là trời ơi em khó tính lắm luôn á, em dễ quạo lắm. Dạ. Rồi còn kỹ tính thì sao? Kỹ tính cũng trong công việc luôn. Nói chung là cái cuộc sống ở ngoài bình thường anh Phong em muốn làm gì làm dễ lắm không sao hết trơn á. Còn mà đụng tới công việc thì lại rất là khó với em là nhiều kỹ nha. Đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn. Lựa em mới được mặc đó. Rồi á đồ diễn em cũng dạy chồng em lựa luôn. Tất cả mọi thứ thiết kế đồ đưa mẫu cho người ta luôn để thiết kế cho em luôn. Bạn này bạn công bôi cái gu của bạn ấy không phải là trên sân khấu đó. Là lên sân khấu mà trong khi đó khán giả ở mình đi tỉnh nhiều, khán giả ở tỉnh thì họ lại không phải lấp lánh kim sa học lộ vậy đó mà mặc đồ mà ai chê bầu xô chê là gọi điện em mà chửi em không à. Rồi coi như là tất cả những cái chương trình gì mà bạn ấy tự lựa đồ á là coi như là phải xong hết, mà về là em là em bị sai quá hết. Sai đó, em sợ quá thôi bây giờ tự em cái đó là em ôm luôn. Rồi bây giờ là em là hiện tại là manager nè, stylist nè, viết nhạc, tài xế, bấm đế, ô xin rồi nói bà chung là chỗ hồi tại hồi là em bà vú nấu xin bà vú chăm đó vậy ở nhà nấu cơm em ăn luôn. Nấu cơm rất là ngon, nấu là ăn rất là ngon luôn. Tại vì sao khó tính quá tự nấu đi chứ giờ sao giờ. Hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi mai mốt đi đây rồi là ông vú luôn đó. Dạ. Như là lo luôn hai đứa luôn đó. Có mong muốn chồng thay đổi gì không, có bớt kỹ hay bớt khó hay là
bớt nóng không? Dạ không, chồng em tốt lắm. Vậy chị vậy luôn phải không? Dạ, đàng hoàng lắm. Tại vì bây giờ thay đổi mai mốt sao làm bà vú cho con mình. Dạ đúng rồi. Trời. Còn em có muốn bạn này thay đổi gì không? Riêng em thì em muốn bạn này sao chồng coi cho được nha chồng. Uy hiếp quá. Ở đây em không biết tối có phòng ở lại không. Sao không? Em thấy lo. Không nói chứ thì các bạn này đối với em là rất good rồi. Còn duy nhất một cái vấn đề thôi là bạn ấy không biết tự trưng diện với mua sắm cho bản thân. Rồi em kêu là thôi bà đi shopping đi, bà đi mua đồ đi, mà 10 lần đi là mua đồ cho em không à. Okay. Em chỉ mong là sau này bạn đi mua nên biết chăm sóc cho bản thân mình. Ê, đi đâu á cảnh, ủa hôm nay vợ mặc đồ gì vậy chồng? Thôi bà tự kiếm đi. Dạ đúng rồi, em đi đâu như bây giờ em bị quen rồi đó. Thôi em đi đâu em cũng hỏi là ủa dòng giờ vợ mặc đồ gì vậy? Em đi ra ngoài đi ăn em cũng hỏi, em đi gặp ai em cũng hỏi là chị hôm nay mặc đồ gì cho nó hợp. Chứ rồi nó giống như thành một cái thói quen vậy. Em mong muốn là bạn này tự luôn á hả? Dạ. Sao tự được? Tự rồi xong bị fail nữa. Thì nói tóm lại là cố gắng là những cái đồ mà về diễn thì em phải làm stylist là em phải chịu thôi. Phong muốn em phải mạnh mẽ, có những lúc á mà mình phải tự quyết định mọi thứ chứ không là mình cứ cái thói quen mà để người khác quyết định cho mình rất là nguy hiểm. Không, ngày xưa em mạnh mẽ lắm nha. Lúc mà hai tụi em lúc mà khổ á, mà em không biết sao càng ngày giống như là bị thay đổi năng lượng vậy đó. Em lật qua hết cho anh Phong, còn anh Phong bây giờ là giống như bù đắp lại hết cho em luôn. Vậy là thôi bắt đầu từ bữa nay đổi đi 50-50 nghe em. 50-50 trở lại như vậy. Nghe. Ok. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến. Rồi, dạ.